Dạ chưa, giờ chuẩn bị đi xuất hành kiếm cua về. Mọi người ơi, xe đang ráp, chưa ráp xong mặt trước đồ quá. Còn phần nữa chưa xong. Giờ chuẩn bị đi xuất hành. Lẹ lẹ mấy chiến binh ơi, ra kiếm cua về ăn nè. Khu này câu cá có không ta? Hên xui. Để thấy tụi nó câu xa mình cũng trong đây nè. Đúng rồi, nó vô đầu tiên, nó vô đây nè. Nó vô đây nó mới vô mấy sông kia. Được, khu này đi vô sao mà hơi bị ngon hả Ngọc? Quá trời tàu hôm nay câu luôn. Cho mọi người thấy đó. Từ từ nha. Check 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 nha. Đó, cái lòng xanh đó, lòng xịn á. Tầm mơ xô à. Dùng mùi cá bẹ. Dùng dây chơi cái 2 cộng gì hả? Không để 4 cộng vô. Ừ. 4 cộng nó chắc hơn. Không, cái này vút một bên thôi. Mấy lòng chắc này dùng một bên thôi. Móc dây một bên nè. Kìa. Rồi, thấy. Ném lọc. Ajinomoto. Cua ơi, có một chiến binh chạy chết chạy ở ngoài xa xa kìa chị. Con chiến binh kỳ độ chứ. Hai thầy á. Có gì chơi đó chứ. Dân chơi mà. Cá bị to hơn nào không? Mồi con cá bể nè, mồi là cá bể. Body bay. Chứ có gì mà bàn ha. Mình thấy mình cũng thèm luôn. Dây nữa đủ. Hôm nay anh hết mưa rồi. Mấy chú hai âu bay lượn nè. Dốc. Rồi.
giờ set time 30 phút. Để quên halong bi trên xe. Mà em có ông Ngọc kia cũng bạn anh Ngọc á, biết Ngọc cao cao mấy em gọi đi, em gọi lộn không? À. Đúng không, kêu tưởng Ngọc phải xin lỗi, gọi lộn. À, thắt máy thả trôi. Hôm nay nước êm. À, chị tính làm gì anh, nhảy xuống hả? Chị. cua lên bà con ơi, đây là cái máy kéo cua và đang kéo dây lên nè mọi người ơi. Đã quá bà con ơi. Đã nha. Ngon lành chưa? Hay quá. Wow. Cua gì đây? Cua này là cua gì đây? Hay quá. Wow. Khi kéo bằng tay kìa, không có máy này, kéo bằng tay này lên. Keep going. Cũng được cua. Ồ, bên kia cá chiếc commercial đang đi kìa. Viên vàng lòng ở trên kìa. Đó, vàng lòng. Mọi người thấy không? Đó, chữ vàng không? Chở vàng lòng ra biển nó thả. Tiểu phim. Bên đây có hai tàu nè, hôm nay thả và kéo lòng. Cái GoPro, có GoPro đeo trước mình quay nó hay hơn. Rồi, cái này ngon á. Nặng á, nặng không? Lòng nặng quá. Nặng. Kèm cho cái lòng nó nặng. Do cái lòng nó nặng hay là nó đầy cua? Lòng nặng. Do cái lòng nặng hay là đầy cua? Ồ, căng á, căng á. Đu! Ngon rồi luôn. Chuyện gì xảy ra đây? Quá hay. Thằng Underside nè. Đây là mẹ cua đầu tiên của anh em chúng tôi. Được 9 chú. 3 chú nữa mới được lấy mịch một người. À hi hi. Cua nè. Bơi đi con, bơi cho đã đi rồi tối vô nồi. À hi hi. Nó bị gãy càng à. Nó bị handicap. Làm một hai giác về cho Ngọc có cua cho bạn bè. Làm quà Tết. Quà Tết chứ. Quà Tết không có gì ngoài cua. Về làm cá. Ăn lẩu. Cá rockfish nè, cá cabezon nè, rockfish nè, cá này nè. Why,
bước lên là dẹp lép luôn á. Trộn nó không? Trộn chứ, cái này trộn cho nó không tanh. Để không có giấm cho nên là chị rửa bia với ấy trà muối thôi. Để đúng rồi đó, à, đúng rồi đó, à, chị chịu rồi đó. Chị quay quay đi, quay quay đi. Quay đi, quay đi. Mọi người set up đúng cái đầu quay. Chị ba. Mình mở hàng luôn. Trời này vô một con cá ấy. Con sâu lên thì Rachel nó ngủ. Ừ. Con mấy đậu miếng. Ở lại đi hai ngày. Tới cuộc con. Tiện bài luôn. Đúng bài luôn. Mày kêu mày nó ngủ đó sáng xong nó bồn lên. Anh Thom mới tới đem chè cơm nước. Đây thanh mật. Nắng mưa lượn. Chị làm ha. Dạ. Yeah. Chị làm. Rồi tí nữa anh sẽ làm sushi. Chị cũng làm. Này á, chị là ba. Chị đá. Thêm bữa sau anh để ra nhiều khó. Canh cầm cái đường anh cắt bê à. Kéo cái đài kéo cái đài chơi còn lén da đâu nó khỏi phải đi vậy mẫu mời đông anh đi câu cua cho mọi người mời đông từ 7 giờ đến giờ rồi về phải làm cua đủ hết nhờ anh chị mà mới có cua ăn nè. Gì đâu bữa này đấy cua hôm nay tối nữa tối cho nữa à? Để cá đôi ngọt. anh nhúng cái cá một xíu đi cái đó còn mỏi lên cái này mình có mình con chơi lép của mình cho cái con nè. Trời Bảo Nhi cũng đi câu cua cho mọi người nè. Bệnh mười mấy con bóc lộn sức lao động. Bóc lộn sức lao động. Yeah. The Birthday Boy. Bóc lộn sức lao động. Hello. Say hi đi con. Chắc mình chắc chưa cần hay gì đó. Cái gì nhỉ? Cái này là chi hay gì? Cái này là chi nó uống làm gì? Em ăn yogurt hay hủ nha. Cái này nó giống như là cái này nó có bài ơi. Mình nè, đó. Một chút mấy mình nè. Mình nói tên nè. Cho đúng hộp tôm. Mình phải chuẩn đó. Hộp tôm ảnh nha. Anh mì tôm là kinh không? Anh mì tôm, anh đem mì tôm theo. Uống một hai ly vô là chứ. Ở bên đó không có ăn cá với lại đồ biển cho nên là phải để cái này là
Ở có một đêm mà quá trời đồ ăn luôn. Cho nó không xe hả? Không xe là tại vì anh không có không xe. Con cháu. Hai con. Anh ơi. Xe mà để lại nhà qua chạy lại vừa qua chạy lại không ủa anh giúp muốn nhà cái thành bay nhé thành bay nhé sớm đi chơi anh thoát lên quốc đúng hả quốc đúng hả quốc gì vậy ok rồi gió keo xách kìa. I cut out already, so mình bỏ tủ lạnh đi rồi, or put right here for now. Until nó hết, nên chị bỏ vô thêm, because that was a bit too much. Chị chỉ cắt 3 bịch lận. Rồi, chị bịch chị chắc xuống xìm nè. Thôi, nghỉ tay, nghỉ tay. Xong rồi. Một, hai, ba, vô! Này là bàn nhậu xuyên bang nè, từ Washington rồi Oregon đồ. Có cá, có cua. Vô ly nè, vô ly nhỏ nè. Vô, chúc sức khỏe. Vô. Hai đứa nằm 3 ngày trời luôn. Hai đứa. Mà em không đi làm được luôn chị. Em đi ra. Giờ là vô rượu, ăn lẩu no rồi vô rượu. Cái xô cua bên kia ế luôn. Không ai đụng xô cua luôn. Ế. Em bệnh mà cũng nằm ở nhà nó cũng bệnh thiệt luôn. Chưa hết bạn đi cào đi cào cua với lại đầu sò để coi cào. Cái tiêu về nhậu cái gì? Bưng thêm cái lẩu. Cái chạy nước ngon lắm nha, ăn thử nha, rất là ngon nha. Nhậu với chè. Với cái gì đó. Em đem. Đâu, giúp mình nhậu cái súp gà. Súp gà mai. Cháo gà ngày mai. Cháo gà mai. Ngày mai có cháo gà. Cơm cháo gà mua ra ăn. Đúng rồi. Ngon cái này. Đây nguyên đêm á, sáng là có nó mềm. Chuẩn bị nệm rồi cho tối nay ngủ. Xong rồi mai mua burger cho anh. Đó, giờ mấy còn mấy thành viên còn ngồi lại. Hiện tại là 11 giờ. Là 11 giờ đêm. Hát tiếng Tàu được. Hát được chứ nhưng mà sao thì không hiểu đâu. Hát bài nghe thử anh Hoàng. Em lâu quá không học quên rồi, nhiều khi hát không được. Mấy cái bài hồi xưa á, chữ anh đọc rồi đó. Nó có chữ trên trận á. Nói nhưng mà nhiều chữ cũng quên đâu. Chữ nào quên anh giả bộ liếng qua đâu ai biết đâu. Đâu ai biết đâu. Ờ đâu ai biết hả? Anh đọc đại chữ gì cũng được. Người đánh. Ồ, nhiều. Dạ Hoàng hả anh?
Ừ, chuẩn bị có món mới nữa, bên kia đang làm món mới nữa kìa. À, bên kia đang làm món mới nữa. chưa để đã biết cá độ rồi. Chưa để đã biết cá độ rồi. Bên đây là cô 48 chai, bên đây là cô 2 chai. Một người. Mình có mà giờ nó có cháo nè.
chè nè. Trời bụng no quá, ăn nãy giờ luôn. Rồi no. Every time we go like this, I always record the video and I make a YouTube video. I always create a YouTube video for like in the future. Yeah, coi lại. Khoảng 4-500 tuổi mình coi lại cho vui. Yeah. Good memory. We can make it like this next time, you know. We're gonna missing some person. We have enough like missing somebody. Never the same moment. Yeah, not the same moment. So that's why I like to record a video and then I made a YouTube video. Yeah, I. Kiểu mình vui á, mình không bao giờ chụp hình như vậy. Yeah, vui vui. Very different. Like I want to make a good memory for us. Okay, I just bought it. I'm wearing it. Tiền túi thơm nắng. Hai vợ chồng mình mới sạc xe một tí rồi đủ binh, giờ đi vô gặp mọi người ăn kem rồi đi về. À, em mọi người chắc tới cho nó nhanh. Bên trong nè quá trời đông luôn. Cái line nè, bây giờ ơi. Line dài quá trời dài. Không, mà đi là 10 phút rồi tới à. À. Tại này á, nó vô nó ăn thử xong lò đi ra. Vô ăn thử xong đi ra rồi. Get like. Đây là quá trình Bình Thành 1909 tới 2001. Rồi đây nó trang trí theo những khi trên đây thì nó quảng cáo nhà máy làm cheese để cho các bạn coi. Vào đông quá trời đông đến đây. Chở chơi cho con nít. Meal arrived. Viên cái nhà máy. Qua tới đây có chỗ ngồi coi. Bằng máy móc không? Dữ dội không? Ít người vận hành. Thôi giờ đi xuống lại. Đây là cái quầy người ta cho free cheese sample để ăn thử nè. Ai lấy cũng được rồi. Cho free. Dạ. Mọi người lấy cái đó. Để thử đi. Còn dưới đây là gift box, gift shop.
mua quà lưu niệm. Farmer and food lover. Quá trời người, hôm nay cuối tuần quá trời người luôn. Dạ không biết tới tụi mình chưa. Quay em ai chim. Quay em ai chim, ai chim. Rồi chị bán đồ ăn. Sắp tới rồi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Phải không? Chị lấy nhiều hơn, chị lấy cấp 3, cấp 10 luôn. Dân lắm sơ. Cấp 1 cái thôi. Ao ao ao. 20 ăn cúp thì đi chợ. Ăn chi không? Cúp 20 ăn cúp thì đi chợ. Try some salty with your sweet. Ở đây có bán một single là 5 đồng, double là 7 đồng và triple là 3 cục là 9 đồng. Còn chọn cái fly kia là 3 vị là 8 đồng. Đó. 5, 7, 9 và 8. Quá trời người. Mua mà không ướt. Quá trời đông rồi. Chi là múc. Đây là một địa điểm dẫn khách du lịch ở phương xa tới. Ai mà bạn khác tới dẫn tới đây cho ăn kem, cho hửi mùi mùi phân bò. Cái chỗ cũ á nghe nó hai bé ăn kèm rồi.